có chịu xem đâu mà chỉ mải bán cây có chịu xem thì ngày xưa đến giờ cứ cả nước đều biết bà. Thế là cây này bán rồi thì bán rồi. Hỏi ra ra để xem cho ông đấy nói có thật không mà. Ông bán cho ông rồi, qua hỏi cộng lại ông bán lại. Vừa nãy đi qua lại tưởng ông ấy đùa. Ông đấy vẫn còn cây đây mà tưởng là đùa. Vẫn bán rồi, ông chưa lấy ông 20 hôm nữa ông chở. Đấy, có cái lá nhìn thích. À, thế thì chịu rồi. Quay thế bây giờ 50 triệu lấy lại có chuộc được không? Mình cần biết à. Lật kèo đi. Lật lọng đi. Trông tiền luôn. 50 triệu thì mai chị chỉ giáo bảo đó là 25 triệu thôi. Ui rồi. Thế ai làm thế? Đấy, toàn bạn bè nhau cả. Toàn bạn bè nhưng mà chẳng biết nhau. Trong Nam ngoài Bắc ai cũng là bạn nhưng có biết nhau đâu. Thế. Quay suốt ngày như vậy trong Nam ngoài Bắc đấy. Cây này thì cũng sắp ra đi đấy nhỉ. Nhìn đẹp đẹp. Cây đấy bảo 15 triệu. Sáng dãy họ con đổ đổ ở kia. Con kia thì bao nhiêu? Con mới mới kia. Con mới trong quay kia. Quay đến đấy đã. Còn cây to. Bà Vững này gọi ra nhưng mà chưa chả thấy đâu. Bà đi chưa có cây rồi. Cây. Chắc gọi ra cho Lộc. Lục quá. Cho 500 triệu là bán nhiều vậy. Cho người ta tương tương tí. Hôm trước bà cho có lấy đâu. Hả? Hôm trước bà cho lại làm kêu không lấy. Ừ. Lần này bán nhiều thì cho lấy tí gọi là cái lọc lá. Thì bà có biết là ấy đâu, bà có biết là mình có phim người ta đến đâu mà lọc lá. Thì quay như vậy là biết. Biết. Tự nhiên lại thấy khách ở đâu đến nhiều thế. Khách đến đâu nhiều thế? Kiểu là kiểu này phải mở vườn thôi, bán cạnh tranh các bà đây. À, các bà làm ăn dễ quá. Các bà làm ăn dễ quá mà. Ngày bán tỷ bạc tiền cây này. Doanh nghiệp nào cho lại được? Công ty nào cho lại được? Chả phải đóng thuế chứ gì cả. Ối giời, mỗi tháng công nhận chị vẫn đang nhận. Đây là đóng thuế, đây là đóng thu thuê bãi chứ không phải đóng thuế như nhà nước đâu. Thu nhập của các bà tháng mấy trăm triệu để truy thu, nhà nước phải đến truy thu. Đừng nói thế, mai lên mạng nó lại quay, nó lại đấy, nhà. Đến truy thu rồi bây giờ thuế, cơ quan thuế đây bà ấy đây. Cơ quan thuế 5 triệu thôi. Cơ quan thuế sẽ đến đây để làm việc với bà. Làm việc với bà. Tại sao lại thu nhập lại lớn như thế? Ai đến cửa hàng nhà cô mừng chợ Tây Cảnh bạn. Bây giờ là trên 10 triệu là một tháng là phải đóng thuế rồi cho nhà nước rồi. 750368 đến cửa hàng cô. Thất thù quá. Bà các bà làm nước thất thù quá. Cây này bao nhiêu tiền? Cây đấy 9 triệu. Thỉnh đấy, dạo này. Giá hợp lý. 9 triệu. Cây bé như này là 300 cây. 300. Đây 400 cây, cái này 300 cây, đây là cái bạch tuyết mai này. Đây cây linh sam này, đây là cái mai chứa thủy này 900 nghìn. Đấy, cây này là 4 triệu rưỡi này. Đâu, cái mấy cây chắc, này mà... Chắc là 4 triệu rưỡi. Là định kỷ niệm đấy à? 4 triệu rưỡi. Còn cây này là 1 triệu. Cùng là Tùng Hán là Hán. 1 triệu. Con sai nhiều nhỏ chưa? Các bà giàu quá, không biết quê gì chứ. Nhà to nhất vùng đấy. Chị nó đi vay ngân hàng đấy em ạ. Ừ. Cắm sổ đỏ vay ngân hàng. Bố mẹ chồng cho được cái đất thì mang hết cả sổ đỏ cả nhà đi cắm rồi. Thế. Thế có cái vựa cây bà bán thì chưa đủ là tiền. Làm ăn lớn mà. Đấy cây đấy bao tiền? Cây này 8 triệu. 8 triệu. Cây cây bồ đề. Bao tiền? Hai cây bồ đề này là 12 triệu hai cây. À, tức là 6 triệu một cây à? 6 triệu một cây. Ừ. Tốt ùm. Bồ đề đỏ đấy, nó đỏ 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 chót. Mày thôi bà nói sao là vậy chứ chả dám bình luận. Lúc không có bà mới dám bình luận. Đấy còn cây me đây nữa. Cây này to. Sốt ùm. Cây đó gọi là cụ me. Bao nhiêu tiền ạ? Cây này 25 triệu. 50 triệu đôi. Hai cây giống nhau. Đâu, hai đâu đâu. Dưới cuối điểm cây nữa. Cuối cây thì cây. À cây này bây giờ lại cho sang đây à? Hay nó vẫn đây nhỉ? Cây me. Đấy. Cứ quay này bà lại bán được. Này chết. Đấy, cây này thì cứ tưởng 8 triệu rưỡi. Ừ. 35 triệu á? Chết. Giết người. Bán chứ giết người. Cứ đem tiền đến nạp mạng chết. 35 triệu.
Giết người. Bớt cho là triệu là 3-4 triệu là lên đường thôi. Lại đắt hơn cây kia. Cái đấy đẹp hơn, cây hoành đấy to hơn, đẹp hơn. Cái kia đi kia bán 50 triệu mà em. Thế còn cây này? Cây 25 triệu. Quan kịp chục này nhỉ. Chắc quả chi 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 quả luôn. Hôm nào tham nhũng thì mới mua được. Nói thế dân người ta nghe thấy chết. Người ta làm bằng đồng đấy. Tiền bằng xương. Mồ hôi nước mắt xương máu. Đấy nước là... mắt người ta. Ai bảo thắm lúc là cái người giàu thắm lúc bây giờ. Bàn tay khối óc cả. Đấy 10 triệu. 10 triệu. Làm cả năm rồi chơi được cái cây lại hết. Chết thật các bạn. Đấy, cây này 35 triệu à? Kinh quá. Hôm nào đi đánh hàng, hôm nào đi đánh hàng cho đi ké. Hả? Đi ké kiếm cây. Ừ. Đi đánh hàng. Hôm nào mà chị bán được cái gì mà khoảng 300 triệu là tôi sẽ tặng một cây. Ôi giời. Biết đâu được bà. Ừ. Ra bà ra bà lại bảo không bán được. Ừ. Bọn nó mách. Bán được chứ không bán. Người ta được. Mua bán là người ta ngay. Người ta mua là người ta mách hết. Người ta gọi khoe ngay. Cái con cây chắc này bao nhiêu rồi à? Cây chắc đấy 2 chục. Chắc có 102 à, đông đấy đẹp lắm nhưng mà. Ừ. Bẻ đẹp. To quá mà già. Chỗ khó quay phim. Các bà làm ăn thế này nhìn dạo sực quá. Cứ đi vào trong này. Cái phi lao em mới quay cái phi lao này đẹp lắm. Lao 15 triệu đẹp. 15 triệu. Nó có cái leo ngay chỗ này bán 25 triệu cho nó bán mới cây. Ừ, cây có biết rồi. Cây này là 15 à? 15 triệu. Cây này 8 triệu cho bên này. Đấy, ông nào mà ra mua mã giảm giá là bạn của thằng quay phim. Hả? Chứ đến mà cứ không có quen biết là khó đấy. Em quay lên có một cái đấy là 2.000 bao nhiêu lượt xem, 4 mấy. Hai là sao? Bây giờ mấy chục nghìn rồi. Không, ý là cái chỗ cái hôm mới quay có cái vườn cây của chị ấy. Ừ. 2.000 một cái tối từ mấy, ngày 2.000 xưa giờ rồi, từ cái bà có gần ở đây là lên tivi rồi. Chả chịu suốt ngày kiếm tiền. Cứ có khách cứ đến là cứ bán ầm ầm, chả biết khách ở đâu rồi đi. Đấy gì, cây này là vừa nãy bảo bao tiền này? Cây nghe này á. Nghe này 13 triệu. Nghe mới đó. Nghe mới. Đây đây hoành đẹp. Ừ, cũng được. Cây quế này mới này, mới mang lên này. Ừ. Nắng nắng quá, nắng người bị ngược, chói quá. Các bạn quay là cứ sờ sờ tí cho các bác. Cái tải thì... cái mục sở trị, cây quế này cũng được. Giá êm êm đấy. Tán chỗ này này nó giờ quẩy tí nữa thì ok. Nắng quá. Nắng. Hai cái thịt to đấy. Đôi này chắc rẻ nhỉ. Đôi này rẻ có 60 thôi. Đứng sang bên này cái. Một đôi á. 60 triệu một đôi. 3 cây 90 triệu. Nó lấy cái nào? Đẹp. Già gốc cổ. Đi. Cao độ hơn 2 mét nhỉ. Chậu 20 rưỡi. Lung linh tám đẹp. Đấy cái mùi quế nó cũng mới đưa lên. Ừ. Nhưng mà từ rộng quá không quay được. Cao quá. Để riêng một bãi một cây thì còn được. Đúng rồi. Cây em ơi. Tôi để dày dày như vậy thì bà con này được người mua đấy. Ừ. Cây trong này mình bé để bé như tôi ra ngoài to lộng đấy đẹp lắm. 30 cây. Hoa hậu ngồi trong cung cấm. Ừ. Đúng hoa hậu ngồi trong cung cấm như gái 18 luôn. Rồi, gái 18 gì mà xù xì đấy. Đẹp lung linh hoa như cây này thì bao tiền? Mịt quế này. 20 mịt quế. Cây này chắc phải 3 mét. Cao 3 mét. 2 mét rưỡi. Ôi giời. Chết thật. Bà Vững bà đang thuê một buổi quay phim là 500 nghìn ấy, bà biết không? Thậm chí cả tỉa cây. À. Kinh nhỉ, ăn chơi. Ăn bán được nhiều, mình
bán được đâu. Ui giời. Đấy, bán một ngày bằng mình bán cả năm. Ừ. Nên là có bán ở đâu mà thuê ông quay phim đến. Em cứ đến em làm tấm lòng từ thiện để cho chị được. Toàn từ thiện cho nhà giàu này chết. Từ thiện ngược. Cứ thiện thiện đến nhà chị xong lúc nào. Từ thiện ngược rồi. Chị ăn cắp miếng thịt chị cho em cái nước giang. Thế à? Ăn nước thôi à? Ừ, cho bát cơm chứ. Ừ. Đây cây này. Không ăn không uống nước uống cả cấm. Cây này bao nhiêu? Từ nay hán mới mang lên 4 cây đấy. Bao nhiêu tiền? 10 triệu một cây. Đấy, ông chủ doanh nghiệp nào đến mới. 10 triệu cây to, bé 8 triệu. Sờ cái cho biết to bằng nào. Gốc to được cứng 15-20. Ừ. Chết thật. Bây giờ mà chi thoảng ra ké cái bãi này tí cứ được. Ừ. Mang cây ra đây nhờ bà bán hộ. Ok. Được à? Bố tư. Sợ lại bảo là... Sợ bảo lại bán toàn bán cây của nó, chả bán cây của mình. Bán được thì không hay không thì kể ấy chứ. Lo gì? Chơi nhiều cây quá giờ vỡ nợ. Đem đi thanh lý. Đấy, cây này hôm trước quay là được đấy. Cây rồi, bồ đề được đấy. Được đấy, được. 9 triệu. Nhà to chơi. Một biếu, già. Cái găng thú để mai có hoa đẹp chấm hết luôn. Cái này nó giống vẻ nó bao giờ nó hoa ra hoa. Ra hoa, hoa tím hoa... đẹp lắm đấy. Ai bảo hoa tím? Cái hoa tím chị ạ? Hoa vàng. Hoa vàng á, tưởng găng thú hoa tím. Tím như cái hoa chú Ngọc ở ấy bên đường ấy. Hoa vàng. Thế à? Thế mà mai bỏ xong nó hoa vàng không phải đi. Kinh nha này chưa được khách giải 12 triệu. Đây à? Đây. Đó, 15 triệu nữa. Kinh đấy. Trang đẹp, đẹp to. Kinh đấy. Giờ nhiều tiền rồi cứ giữ giá thôi. Ủa, mấy cái lại án đẹp. Đây cái giờ 8 tầng này đẹp. 8 tầng. Hoa hán này 8 tầng đẹp ạ. Có đôi nào 500 1 triệu không để về để đi từ thiện này. Hả? Có đôi là hán tán tầng nào 500 1 triệu. Quá. Đâu? Đấy, cái me này chọc chọc này nhìn kìa. Đấy cái me phụ đấy, hai cây 50 cây 25 triệu. Cái này á? Cây 25 triệu thì rẻ đúng không? Chả biết được. Me phụ đấy, me phụ. 25 triệu. Me đấy. Đẹp lắm, muốn mang đi. Đây mang kiếm vườn cây đẹp đấy nhưng mà toàn để vườn đất rộng chật quá, không có chỗ để trưng bày ha. Ừ. Cứ hoa hậu ngồi trong trung tuấn ngồi rồi cứ ra vườn đẹp hết. Một tháng là vào trả cho chỗ này bao nhiêu tiền? Một tháng là 10 triệu. Có thế được rẻ nhỉ, ra vào vững vào trả những gần 100 triệu đó nè. Nói 100 triệu thì chủ trì chim. Đấy. Thôi mỏi tay, hôm nào lại ra quay tiếp. Quay thế. Ừ. Đây cái hàng cây con này đây. Đây, toàn 50 cho đến 100 đây đúng không? Chớ. Rồi. Đây là 400 nghìn một cây. 400 nghìn một cây. Đấy, xanh 500, sang 400. Giờ mua cả lô này có rẻ hơn không? Ơi. Mua cả lô này có rẻ hơn không? Mua lô thì rẻ hơn nhiều. Đấy, đang bảo mua lại 50 cây này mà không bán. Kinh phết đấy. Ôi, quay thế rồi mở tay lắm rồi. Đi về đây.